Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tổng thiệt hại do mưa tuyết gây ra tại Lào Cai tính đến thời điểm ngày 26 tháng 1 là 32 tỷ đồng. Cơ quan chức năng Lào Cai đã thống kê hiện có 354 con trâu và bò đã bị chết rét. Trong đó, nhiều nhất là huyện Sapa với 131 con, tiếp đến là huyện Văn Bàn với 86 con. Rau màu, cây và hoa dược liệu các loại bị ảnh hưởng do tuyết che phủ là 4.473 ha. Trong đó, thảo quả ước tính khoảng 3.600 ha. Huyện Sapa chịu thiệt hại nặng nề nhất với 1.300 ha. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, đến chiều ngày 26 tháng 1 đã có 58 xã, thị trấn thuộc 7 trên 9 huyện, thành phố bị mưa tuyết che phủ với độ dày trung bình từ 5 đến 8cm, thời gian kéo dài và phạm vi rộng. Đây là hiện tượng thời tiết chưa bao giờ xảy ra tại thành phố Lào Cai và các huyện như Mường Khương, Bắc Hà, Simacai, Bát Sát. Vì vậy, mưa tuyết đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn chỉ đạo và triển khai cử các đoàn công tác xuống các xã, thôn bản để tổ chức chỉ đạo phòng chống rét. Các huyện di chuyển được 1.784 con gia súc đi tránh rét, các huyện còn lại đã chủ động hướng dẫn dân, che chắn chuồng trại, nuôi nhốt và thực hiện các biện pháp sưởi ấm cho gia súc. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, thời gian tới bên cạnh mưa tuyết, nhiều khả năng các huyện vùng cao sẽ xuất hiện sương muối, gây hại về sức khỏe con người và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.